em chán quá, gọi Xin qua chơi đi. Không. Alo Xin hả, qua nhà thầy chơi nha, hôm nay có cái này ăn ngon lắm nè. Dạ, ok. Vậy nó ăn cho Xin kìa. Ba cái này đang cái nào? Vì là chị thích ăn mì gà phô mai nên bước đầu tiên là cắt gói mì ra, bỏ mì vào nước sôi, đợi 4 phút rồi vớt mì ra dĩa, cho gói súp và gói phô mai vào trước, sau đó là bỏ hết gói ớt này vào. Ê, nó không ăn được ớt đâu, bỏ ít ớt thôi nào. Con tới rồi nè. Ê, nó tới kìa, mẹ nghe cho nó ăn. Nè, thách chị Xin ăn mì siêu cay bằng một chân trong vòng 3 phút. Ok, con chấp nhận thử thách, nhưng mà thắng thì con được gì? Nếu chị thắng em sẽ làm trợ lý cho chị trong vòng 1 tiếng. Một tuần, bảo gì làm đó, sai đâu đánh đó. Ok, chị thực hiện thử thách cho đàng hoàng nhá. Chị thấy em nấu mì có thơm với dai không? Hình như chị ăn cay cấp độ 7 nên em đã cho phun gói ớt vào đấy nên khỏi lo. Ủa miễn sao để một chân xuống đất là được đúng không? Trông chị ăn ngon thế cơ mà. Thầy ơi, cứu bé cho con xin miếng nước. Không. Cay mà ngon, không ăn cay được không nể. Xong, con hoàn thành xong thử thách rồi. Một tuần làm trợ lý của Nam bắt đầu.